Mọi người à, đây là nghệ sĩ Thúy Nha, mới làm live show thôi. Lộ quá trời lộ chị ơi. Quay xong rồi. Em quay từ mấy giờ vậy? Em quay từ 5:30 sáng rồi. Trời ơi, cái chương trình gì mà nghe nó quay Ngọc Trinh mà chị áp lực quá. Gái đẹp mà lên thì gặp em đẹp nữa, chị áp lực nữa. Không, em quay riêng, em không quay đụng chị. Bây giờ chị muốn chị đẹp hơn Trinh đúng không? Không, nói chung là sếp và ba bên đó người ta dặn là quay makeup sao là tự nhiên thôi, đừng có đẹp quá. Chị muốn đẹp hơn Ngọc Trinh không? Có chứ. Để bây giờ em đang xào chẻ với Trinh nè. Giờ em làm em đang thương lượng với Trinh. Thương lượng, em nói Trinh nó chét lọn nhẹ lên mặt đi. Ừ, đó em. Ừ, chương trình này ấy cũng mỹ phẩm của tao rồi, mình chơi tao làm. Ủa, mà chị mắc gì chị thiếu tự tin gì nha, chị á hậu mà. Chị á hậu là cái tên vậy thôi chứ chị đâu có sống trong cái đó đâu. Là chị mua giải. Chị không có đồng tư. Là chị mua giải. Trời ơi, chị thôi. Cái giải người ta dư ra người ta cho nó. Người ta cho luôn không? Bữa đó có mấy đi sinh thi à. Để em đang về em quyện lại với Trinh nha. Em thương lượng lại đi, em nói thật tin sao phải làm cho chị đừng có. Giờ để em làm theo không? Trời ơi, chuyện gì? Em biết nay quay áo không? Dạ chị. Chính em cô gái ngày hôm qua. Bây giờ chị Nga nói là bây giờ chị Nga muốn em đẹp. Chị Nga, thì em xấu sao mới được. Sao chị Nga cũng là chị lớn hơn nè. Bây giờ em xấu mới được. Wow. Vậy sao? Vậy cái bò mẹ nó kỳ đúng không? Cái bò mẹ nó kỳ lắm. Mình không có tôn trọng khán giả gì đúng không? Bữa nay em rất là nhẹ nhàng rồi. Chị Nga ơi. Nói rồi. Năn nỉ rồi. Chị Trinh nó nói giờ thiệt luôn á. Em không mặc đồ em còn đẹp nó muốn chi mà bây giờ hết cách. Hết cách nào vậy em, mình dùng cái gì mà cái kế sách gì mà để hãm hại tao? Tại vì nó bỏ tiền mình mời mình tới nó trả tiền mình đó. Hay hay giờ em ra nó bây giờ em tiền lại đi chị thối lại một tiền nữa, một tiền vô luôn. Chị nói Trinh, em nói cho Trinh xấu đi rồi chị đẹp thôi là được rồi. À vậy hả? À. Vậy chi vô cực vậy chị? Chi vô cực. Chứ chị chịu cực. Bây giờ làm cỡ nào cũng không đẹp bằng em thì đọc con em đi chị. Đọc con em dạ, à. Đọc con em đi chị. Em có cái gì tự nhiên mình đi quay một cái game rồi đấy đâu, anh đi quay một cái chương trình về đâu cho thấy. Lát nay em lấy cái ấy em cạo đầu chị luôn đi. Em đó là bả dơ rồi đó nha. Hả? Cái đó là bả dơ rồi. Sang chứ. Sang không? Không, chị đổi chứ quay tóc luôn. À. Quay năm là tóc chị nó ra tém là đẹp rồi. À. Bây giờ cô quay cũng tém ha. À, Tết thì cuối năm thì mình giống như người ta hỏi mình tại sao thì mình nói cạo đầu thay tóc. Em thích tém nè. Nhưng mà em nghĩ là em phải đánh tém cái tính vô mình tém cái tóc. Đúng rồi chị Nam. Sang năm là phim kiếm em năm thứ hai chị thấy không? Dạ. Chị muốn mời ai? Chị muốn mời ai? Trời, bây giờ chị nè, chị quay với Trinh đúng không? Chị phải bây giờ lấy quan hệ với Trinh liền. Có chứ chứ. Qua năm mà chị có làm phim mời Trinh đóng một phân đoạn thì không được xuất hiện được vậy sao? Mình sẽ biết lợi dụng nó, đó là bây giờ nó kinh nút vàng rồi. Oh my god. Wow. Đang đúng áo nè. Đúng áo cũng đúng bạc chứ không? Trinh thì đúng áo không? Vậy thì chị phải lợi dụng Trinh, lợi dụng những thứ nào hết hết. Chị hiểu không? Để mời vô, nhưng mà quan trọng là bây giờ phải đi luôn ngay từ đầu là tiền hay cái gì? Chị đừng có làm việc riêng. Chị phải làm việc với máy quay để đưa nó vào một cái thế không thể từ chối mà không thể lấy giá cao. Chứ chị làm việc riêng rồi báo giá, chị báo chạy. Trinh ơi, dạ Tết chị có làm web drama 5 tập đó. Em coi coi sao nè. Bé ơi, coi Tết chị Nga nào có 5 tập. Bây giờ em đón 1 tập, em lấy khoảng 120 được không? 120 triệu à, thầy 120 ngàn. Ừ, lấy tượng trưng. Lấy tượng trưng cho nó, chị ơi. Không, chị nó nói rồi, chị ơi. Nó đương tỷ chị đừng có làm phim nó luôn. Biết hả? Nó hỏi đừng có tỷ, cái phim khỏi lần. Ừ. Chứ hôm nay em ra nói giờ quay lấy 120 ngày thôi. Bạn giàu quá, nó mảnh không? Lấy đợi chân lên. Đúng rồi. Nó đẹp không có điên. Nó giàu lắm. Cái thời đại xã hội nào có đứa gái mà người ta đẹp không, người ta đừng có giàu. Còn bả vừa đẹp mà bả vừa giàu, bả vừa giỏi nữa. Ăn hết đủ thiên hạ đó luôn rồi. Chắc cái đó nhiều khi do nghiệp đó nặng á. Đâu có nhiều chị em mình nặng, giờ chị em mình giả đó chị.